Theo thống kê, có tới 80% trẻ trong độ tuổi 4 đến 8 tuổi bị sâu răng, 91% các bé chăm sóc răng miệng không đúng cách. Với trẻ đang học lớp 1 thì chỉ có 2 trẻ không bị sâu răng trên tổng số 10 trẻ. Vậy khi trẻ bị sâu răng, cha mẹ cần phải xử trí như thế nào? Lý do khiến trẻ bị sâu răng. Với suy nghĩ của nhiều người, tình trạng sâu răng ở trẻ chủ yếu do đồ ăn vặt và uống đồ ngọt. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có các nguyên nhân khác, trong đó thường thấy là yếu tố di truyền. Theo nghiên cứu, đôi khi nguyên nhân gây sâu răng ở trẻ có yếu tố từ cha mẹ. Nếu các bà bầu bị viêm nha chu thì rủi ro sinh non cao gấp đôi người thường. Ngoài ra, nguy cơ sẽ để lại di chứng về sau, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của răng trẻ, làm cho răng dễ bị thiếu khoáng chất, dễ sứt mẻ. Các bệnh lý về răng miệng cũng có thể là nguyên nhân hàng đầu gây sâu răng sữa ở trẻ, ví dụ như viêm nướu hay viêm tủy răng. Bên cạnh đó, tình trạng răng mọc lệch cũng cản trở quá trình vệ sinh răng miệng đúng cách, từ đó dẫn tới các mảnh vụn thức ăn thừa bị mắc lại, tạo thành mảng bám. Ở trẻ em, cấu tạo của men răng sữa tương đối yếu so với răng trưởng thành. Đây là lý do vì sao răng sữa dễ bị vi khuẩn tấn công, dẫn tới sâu răng. Thói quen ăn uống thực phẩm chứa nhiều carbon hydrate, đường và tinh bột ở trẻ cũng là nguyên nhân gây sâu răng. Ví dụ như bánh kẹo, nước ngọt, thức ăn có thể bám lại kẽ răng. Lúc này vi khuẩn trong khoang miệng nhanh chóng chuyển thức ăn sót lại thành dạng axit, phá hủy dần men răng. Trẻ bị sâu răng, cha mẹ phải làm gì? Khi trẻ bị sâu răng, việc đầu tiên cha mẹ phải đưa trẻ tới bác sĩ nha khoa để được thăm khám và đánh giá. Tùy từng trường hợp cụ thể, các bác sĩ sẽ chỉ định xử trí cho phù hợp. Đối với trường hợp trẻ có răng chớm sâu, mới xuất hiện những vết màu trắng, chưa hình thành lỗ sâu thì sẽ sử dụng biện pháp tái khoáng, tức là dùng các chất canxi, phosphat, fluorin chám vào chỗ răng sâu. Trường hợp sâu nặng, nghĩa là răng của trẻ đã hình thành nên những lỗ sâu màu đen, gây đau nhức dữ dội cũng như gây vỡ mẻ răng, nha sĩ sẽ thăm khám xem tình trạng này có lan tới tủy hay không. Nếu tủy bị viêm nhiễm thì cần điều trị nội nha trước tiên nhằm bảo tồn răng, sau đó mới tiến hành chám. Trong một số trường hợp khi răng sâu đã ở mức nghiêm trọng, gây viêm tủy cấp, áp xe xương ổ răng, các bác sĩ sẽ cân nhắc nhổ răng sâu cho trẻ để tránh biến chứng, ảnh hưởng đến quá trình mọc răng vĩnh viễn sau này. Đối với trường hợp trẻ từ 2 đến 3 tuổi có hiện tượng răng cửa đen rồi dần cụt đi, gọi là răng sún. Với trường hợp sún răng nhẹ, thường bác sĩ sẽ sử dụng biện pháp chám răng để ngăn chặn không cho sâu tiếp tục phát triển. Răng sữa của trẻ bị sâu nếu chám sớm sẽ giữ được đầy đủ răng trên hàm, đảm bảo cho quá trình tiêu hóa của trẻ hoạt động một cách có hiệu quả. Nếu sún răng nặng khi vi khuẩn phát triển đến giai đoạn muộn, tạo thành lỗ sâu lớn trên răng của trẻ, thậm chí có thể gây mòn gần hết răng, tùy thuộc vào độ tuổi thay răng của trẻ, bác sĩ sẽ quyết định có nên giữ lại hay nhổ bỏ chiếc răng bị sún nặng này. Việc bảo tồn hay nhổ răng sữa bị sún là rất quan trọng, vì nếu nhổ răng sữa quá sớm trước 6 tuổi sẽ khiến răng vĩnh viễn về sau mọc lên bị lệch lạc. Nhổ răng sữa quá sớm thì răng bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là răng hàm vĩnh viễn số 6. Nếu răng hàm sữa bị nhổ sớm, răng số 6 sẽ mọc về phía trước, chen vào chỗ các răng vĩnh viễn khác mọc sau này. Những việc cần làm để dự phòng bệnh sâu răng cho trẻ. Ngoài việc thực hiện theo khuyến cáo của bác sĩ, cha mẹ hạn chế cho trẻ ăn thức ăn ngọt, không cho trẻ ăn quả vặt, bánh kẹo và cần vệ sinh răng miệng tốt cho trẻ. Tăng cường cho trẻ ăn thức ăn giàu protein, canxi, phốt pho, vitamin A và D để giúp cho răng phát triển vững chắc. Nếu cơ thể không được dung nạp đầy đủ các chất dinh dưỡng, răng của trẻ không những mọc chậm mà sau khi mọc còn bị vi khuẩn xâm nhập gây sâu răng. Khi trẻ được 6 tháng đến 2,5 tuổi là thời điểm quan trọng cho răng mọc và phát triển. Phụ huynh nên lưu ý cho trẻ ăn đầy đủ chất và tăng cường sữa, thịt, cá, tôm, cà rốt. Ngoài ra, cũng nên cho trẻ ăn thức ăn có chứa floor như tôm cua, sò, vì floor là yếu tố vi lượng không thể thiếu được cho việc bảo vệ răng. Chất floor có trong men răng có tác dụng ngăn ngừa sâu răng. Cần giúp trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh răng miệng, cha mẹ không nên nhai thức ăn cho trẻ để tránh vi khuẩn từ người bị sâu răng chuyển sang. Trẻ được 1 tuổi trở đi, sau khi ăn cơm hoặc trước khi đi ngủ không được ăn bánh kẹo. Trẻ dưới 1 tuổi trước khi đi ngủ có thể dùng khăn mềm lau răng lợi cho trẻ. Nếu răng của trẻ có hiện tượng sâu, phụ huynh nên kịp thời đưa con đến bệnh viện hoặc bác sĩ nha khoa càng sớm càng tốt. Ngoài việc hàn răng thông thường, đối với các răng có lỗ sâu lớn hoặc tái lại nhiều lần nên bọc chụp răng sữa cho trẻ. Chụp răng sữa là chụp đúc sẵn và có thể làm ngay trong một lần hẹn. Tóm lại, chăm sóc răng cho trẻ khi còn nhỏ là công việc thường nhật của cha mẹ, không nên quan niệm răng sữa sẽ thay và không cần điều trị, nhổ rồi sẽ thay bằng răng khác. Nếu nhổ răng sớm chưa đến thời kỳ răng thay, trẻ sẽ không có răng để ăn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng tới việc mọc răng sau này.